Anna xin chào tất cả mọi người. Tiếp theo video này thì mình quay lại những cái mẫu đồ ha, bộ mình may cho khách nha. Thì áo lẻ cũng có nha, mà đồ bộ cũng có nha. Thì đa số những cái mẫu trong cái video này là mình có thể may áo lẻ được nha. Toàn là những cái mẫu áo có bâu thôi. Mình phối là nhìn rất là sang. Đầu tiên đó là một cái áo cổ đứng ha, mà phân nửa cổ thôi, còn phần trước thì mình may cổ tim nẹp. Thì mình phối ren nè, phối ren tay nè, ren đô trên vai nè. Phần trước ha, mình có xếp một cái ly ha, áo giặt bầu lê. Cái màu áo này mặc nhìn rất là sang nha. Trung niên mặc thì cũng hợp trẻ trung. Rồi tiếp đến là một cái mẫu áo cổ tim thẳng ha, mình có phối một cái lá bâu ra phía sau luôn ha. Phối phần nửa cổ trước thôi. Thì chị khách này là thích may toàn có bâu thôi ha. Cho nên là mà mấy hôm nay thì mình tập trung để mình may những cái mẫu cổ này cho một chị khách trung niên nha. Thì nay mai xong rồi thì mình sẽ quay lên để mọi người tham khảo kiểu nha. Thì mọi người có thích những cái mẫu đồ bên mình thì liên hệ qua số điện thoại là 0817636479 ha, để biết thêm chi tiết nha, về giá cả cũng như là chất liệu vải nha. Rồi tiếp theo đó là một mẫu áo cổ bà lai, thì mình phối màu ha. Thì mẫu này mình mặc đi chùa nè, đi chợ, mặc ở nhà, nói chung là đều được ha. Mẫu áo nhìn rất là dễ thương. Mẫu này là các cô trung niên mặc cũng rất là sang nha. Thì bên mình chuyên mang những cái mẫu màu là đa số là thun su len ha. Rồi mẫu kế tiếp đó là một cái bộ cổ sơ mi sẽ trụ nha. Thì tay áo thì đa số là mình phối màu luôn cho nó cùng tông với cổ với nẹp nha, với cái trụ. Nhìn cái áo á, nó nổi bật hơn ha, nó tạo cái điểm nhấn cho cái phần cổ áo nè, nhìn cũng rất là hay. Thì các cô á, may những cái mẫu này làm áo lẻ mặc với quần đen cũng đẹp lắm nha, nhìn rất là lịch sự. Rồi tiếp đến là một mẫu áo cổ sen nhật nha, cài nút. Thì mẫu này thì mình may cho chị khách chắc cũng U40. Và cuối cùng ha, là một mẫu cổ đăng tông sẽ trụ ha. Rồi mình cũng phối màu, phối tay. Thì màu đỏ đô mình phối với màu hồng da ha. Thì nhìn cái cổ áo này, bộ này nhìn mặc lên nhìn rất là sang nha. Cổ đăng tông sẽ trụ. Thì video của mình đó là chia sẻ những cái mẫu áo đồ bộ trung niên hoặc là áo lẻ trung niên. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Hana xin chào tạm biệt.